quá, mọi người em nghĩ là mọi người quá rõ rồi, em cũng không có gì giấu giếm hết đúng không? Là tại sao lại màu xanh? Tại em thích màu xanh lá. Ủa từ lúc trong nhóm tới giờ anh không biết em thích màu xanh lá. Thích bị xa lánh à? Không, em không phải thích bị xa lánh mà là cái màu sắc yêu thích của em là màu xanh lá. Ok, thần tượng. Thần tượng của Việt Thi là ai? Thần tượng của em chị Billie Eilish. Nhạc của chị Billie là chị Billie tự sáng tác và sáng tác cùng một người anh, và anh của chị đó là produce cho chị đó luôn. Xong rồi còn kiểu dịch rất là tài nha, và không những tài giỏi vừa viết nhạc vừa hát được mà nhạc của chị đó rất là hay luôn. Kiểu nó có một cái riêng, phong cách cũng vậy, ngay cả style mặc của chị đó nó cũng là một cái riêng luôn. Mà em đã từng kiểu thử bắt chước kiểu ngon ngon sweat sweat anh. Biết rồi. Nhìn vào ánh mắt của Việt Thi em biết là em nên chọn gì rồi. Thôi anh cho em chọn thật đi. Thì à, có lại anh ạ. Đúng rồi em ạ. Ừ thì đó. Bà lêu. Tà lạnh. Em có đoán được không? Anh nghĩ gì không? Em đoán là anh sẽ làm một cái gì, trò gì đó rất là thú vị. Trời ơi, em chưa bằng tiếng nữa vậy đây. Việt Thi sẽ phải đi ôm một người bất kỳ trong quán. Trời ơi. Đi luôn. Theo như anh được biết thì là anh chủ quán đúng không? Quán này không phải người Việt. Thế là anh dẫn em đến chỗ anh chủ quán nhé. Đi. Sợ mặt. Ngờ ngác luôn. Đâu? Ở đây. Hello. So, can you speak English? Yeah, okay. We got a challenge for her, a guest for today. She got a... Can I hold ask you? Ask for permit one? To her. Can I you? Can you? Just one. Please. Please, okay, just one. Yes, okay. Just one. Okay. Thank you. Vậy thì? Yeah. Sao? Em cảm thấy cái ôm đấy như thế nào? Nói thật sự thì anh chủ quán có vẻ là hơi ngại cho nên hơi gượng ép tí. Lúc mà em bao giờ... Việt Thi kiểu rất là rung rẩy. Yes, okay. Yes, okay. Yes. Việt Thi kiểu rất là rung rẩy. Anh mà cảm giác ôm một người ngoại quốc nó khác gì, là ôm người trong nước không? Thì thấy ấm, tại anh người anh lớn cho nên ôm nó ấm. Những khách mà được ôm á, chứ gì đâu. Điều gì một bí mật mà nhóm V36 chưa biết? Nghĩa là bọn em chỉ đây nói vòng tròn này với anh thôi, còn cả nước biết thôi. Chắc rồi, không ai biết cả. Rồi, ai xung phong trước nào? Thôi em cho. Em đang suy nghĩ đó. Chắc là không biết là mọi người có biết chưa, nhưng mà em nghĩ là không biết có mấy mé không nữa. Nhầm mấy mé. Hình như là lần đầu tiên em vào nhóm, em cực kỳ không thích B336. Sắp không? Không. Không, nhìn cái bộ dạng này mình biết. Đúng, nhìn em cái đợt đấy nó rổng ôi. Đúng rồi, nhìn cái phụng phạ phụng phịu. Không phải, tại vì biết sao không? Tại vì kiểu em ở dưới quê lên ấy, xong rồi mấy anh chị cứ kiểu lại, xong nói tiếng Anh, tiếng Tàu, sao đang hê vô rồi tùm lum hết, xong mà em kiểu không có hòa nhập được ấy. Xong rồi thấy mấy anh chị sao mà cứ làm cái gì mà để cho người ta chơi ấy. Sau đó em lúc đó trời ơi, lúc đó em thấy trời ơi, em thấy là mấy anh chị khó gần á. Anh chị khó gần á. Nhưng mà sau khoảng tầm 2-3 ngày ở nhà chung á, khi mà 2-3 ngày nhanh thế đó thì đó em mới nói đây là bí mật mà em chưa bao giờ nói. Không phải là bí mật nữa mà là bây giờ mới nhớ ra thôi, chứ dường như tụi mình chả có bí mật gì đó. Trường đoạn ghét anh cực. Ấy thêm một bí mật nữa được, anh chỉ chờ câu này thôi. Trời ơi không, sao em ghét? Tại vì cái hồi mà quay MV Marriage for Chai là MV đầu tiên đúng không? MV đầu tiên của tụi mình. Anh hắn kiểu rất là đáng ghét luôn. Em kiểu em thì lúc đó em đâu biết gì đâu, xong rồi cái em cứ quên á, em kêu là mình này bạn, em xưng với lại anh Winner là không biết là Winner là hơn tuổi gì. Em không biết anh Winner hơn tuổi, em quên mất luôn. Xong rồi em cứ xưng không biết anh Winner. Sao Winner quay ra lại em chứ
có bằng tuổi không mà có bằng tuổi không mà cứ kêu xinh như thế. Là thật đó, là thật đó, là thật hay là đùa? Em không nhớ, hôm nay em có nói không, nhưng mà cái sự mà tôn trên dưới nó phải rất là rõ ràng. Trời ơi, sao muốn nói em kiểu quá đáng thiệt luôn á. Lúc đó em suy nghĩ chắc là tại sao lại có một người đàn ông, một người con trai gì mà quá đáng thế như vậy. Ừ, anh thấy thế quá quá đáng luôn. Sao em làm mắng em thế đúng không? La em dữ lắm thì trời. Chưa đánh là may. Trời ơi. Rồi. Để đã. Hết rồi gì? Hết chưa? Chứ phải hồi trước em bảo là anh đẹp trai thế. Nào. Hồi xưa em bảo là ui sao hồi đấy anh ngầu thế. Thế bây giờ hết ngầu rồi. Nào. Hồi thi chung kết đấy, cái hồi mà anh ngồi đánh trống em mà ui ông này ngầu thế, ngầu thế. Hồi nào không hề luôn, anh chắc sao anh biết được. Trò chơi tiếp theo có tên là hiểu ý. Cái bắt buộc đầu tiên của chương trình là winner phải hóa thân thành Việt Thi. Việt Thi phải hóa thân thành winner. Là hoán đổi thân vai cho nhau. Nào bây giờ mình làm nháp nhá. Dạ ok. Rồi. Ok. 2, 3, đây là câu hỏi có nghĩa là tên. Các bạn có 5 giây để đưa ra câu trả lời của mình. Chính xác. À, rồi. Em hiểu rồi. Tên bạn là Việt Thi. Ok, em hiểu rồi. Dạ. Có nghĩa là những thông tin về hai người. Đúng rồi. Đúng. Đúng không? Các bạn nhớ giữ kín câu trả lời của mình cho đến khi okay. Anh tuyên bố nhá. Ok. Ok. Rồi. Nào chọn màu đi Việt Thi. Xanh lá. Rồi. Hashtag đầu tiên có tên là sở trường. Nào. 5 giây để viết. 5 4 3 2 1. Tại sao sở trường của Việt Thi có một và sở trường của Winner lại nhiều thế? Tại em đâu, tại anh. Sở trường là một chuyện mà vị trí là một chuyện chứ. Vậy thôi bỏ một khổ đi. À. Thường thường em thấy là nam ý là thường hay rất là hay chia hát, chia rap. Nhưng mà em nghĩ là rap trong nhóm nam thì rap chính vẫn là anh nè. Không, rap chính vẫn là em là Winner mà đúng không? Ờ đúng, rap chính vẫn là em. Rap chính vẫn là em. À, em thấy là em nhảy đẹp đúng không? Đúng vậy, em có thể nhảy mấy cái mà. Thế sao em thấy, tại sao em lại nhận thấy là em chỉ có mỗi một sở trường à? Tại vì là sở trường là cái thứ mà mình mạnh nhất trong một nhóm nhạc. Đúng. Đúng không? Thì em cảm thấy là em trong nhóm ngoài em ra thì không ai. À còn thêm một bạn nữa. Nhưng mà em có thể thấy là em hát dân ca rất là tốt. Và nó rất là ngọt. Thế thôi. Em mỗi lần em nghe em hát xong là em cảm thấy em xuyến sao. Rồi bây giờ thoát xác. Quạch. Ok. Em còn xác nhận xem là Winner nói đúng với em không? Ừ nhưng mà em sở trường thì là hát như nhảy đó chứ. Em nhảy cũng coi mà. Em cảm thấy rất tự tin về em nhảy. Winner nghe thấy thì Winner thấy sao? Trong em không phủ nhận là Việt Thi nhảy cũng bắt bài tốt và mọi thứ ok dáng. Nhưng mà kiểu như là trong nhóm mình có nhiều người đảm nhận vị trí nhảy rồi nên là... À đúng, thế nên mình nhấn mạnh nó là từ sở trường. Nó là từ sở trường thì mỗi người có một cái vị trí khác nhau. Rồi, nhập xác. Được rồi. Coi như là câu này hai bạn đã xác nhận với anh là mọi người trả lời đúng rồi đúng không? Hashtag này. Oh. Nhược điểm là gì ta? Ba, hai, một. Rồi anh sẽ đọc của Việt Thi trước nhé. Nói nhiều, nói to. Cái này là hai cái đúng không hay là một ý? Nó là hai cái. Nhưng nó là một ý đúng không? Không, nó là hai ý. À, là nói nhiều. Dạ vâng. Là thứ nhất. Là còn nói to. Nói to là thứ hai. Ý là nói âm lượng quá. Đúng rồi, quá to, ồn, đau tai lắm. Hay bị mất tập trung. Em là bị bệnh nói nhiều, nói to. Dạ. Mà lại còn hay mất tập trung. Dạ vâng. Rồi, Winner. Gạt chân Việt Thi. Quá xấu luôn ý. Quên bài. Quên bài này là bài học hay là bài nhảy hay bài gì? Nhảy. Trời ơi, Winner ơi. Thế này rồi cạnh tranh với môn Hồng Anh. Cái cuối là tăng động. Ừ, cái này anh phải công nhận em bị tăng động. Em không, nhưng mà cả hai bọn em đều tăng động. Em ghi vào đi. Ghi thêm vào cho anh. Đúng quá rồi, làm sao mà dám phản kháng. Rồi, thoát xác. Ok. Rồi, các bạn đã nghe hai cái phản hồi về mình rồi. Thì giờ có ai có muốn phản đối gì không? Hay là muốn bào chữa gì không? Dạ không. Ừ, không. Nhưng mà nói chút xíu được không? Nói nhiều mà rỡ rồi. Ờ rồi Việt Thi nói đi.
tại nhiều chuyện để nói quá cho nên nói nhiều, còn nói to là em không biết tại sao nói to nữa, tại âm lượng nó vậy rồi. Em sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sắp tới. Em nói nhỏ chứ nhỉ. Thôi vậy thôi, nói vậy thôi. Bình thường không hiểu tại sao nhá, bất chợt một phát mà đến cứ đến lúc mà Việt Thi nói to một phát nhá, là Việt Thi lại cứ gần đây này. Em không hiểu tại sao em lại ngồi đấy. Mà chỉ mình em thôi. Chỉ mình em ngồi đấy, sao mới tự nhiên mình đang ngồi này. Trời Việt Thi ơi. Anh biết tại sao hai bị mất tập trung không? Mỗi lần Winner nói cái gì là em bị phân tâm á. Mỗi mình Winner nói là em phân tâm thôi á. Không, nhưng mà ý là mọi người nói cái gì em hay bị phân tâm ấy. Winner. Dạ. Tại sao em lại làm cái trò dơ bẩn thế này? Em thấy dơ bẩn đâu, em thấy thú vị mà. Em ghét thiệt luôn á, có nhiều lúc em nói với anh hoài luôn, em nói thôi đừng có gạt chân em nữa, em khó chịu. Mà anh cứ gạt chân em ngoài à. Mà tại sao phải để người khác gạt chân là do em? Em đi đường em không để ý. Không dám đâu nha, mỗi lần gạt chân á là em học được skill luôn á, mỗi lần anh gạt chân là em đứng dậy được luôn á. Chẳng hạn như hồi đó gạt á thì té bùm xuống vậy luôn. Bây giờ gạt một cái là em. Lâu chưa làm được không? Chưa áp dụng được hôm nào? Tại sao em lại làm vậy? Tại vì em thấy khá thú vị cái dáng vẻ vô ích của Việt Thi. Rồi, còn cái ý cuối cùng là tăng động. Đúng. Đúng. Ai cũng phải công nhận cái này. Chẳng hạn như tự nhiên cái đang ngồi nói chuyện đi, cái ông sẽ, cái anh Winner sẽ la lên hoặc là bị tự nhiên cái chạy vòng vòng. Mà anh sợ nhất là lúc mà Winner cười ấy, cười phá lên nhá, người ta cười bình thường là tay chân người ta bình thường không? Cười này, cười. Thành học đâu. Tại vì em thấy là câu chuyện lúc đấy nó khá là vui vẻ nên em phải. Ví dụ anh ạ.